Thưa quý vị, chào các bạn, huyện Hòa Bình hiện có 3 địa điểm cách ly tập trung gồm trường mầm non Hoàng Oanh, thị trấn Hòa Bình, trạm y tế xã Diễm Bình và trạm y tế xã Diễm Mỹ A. Bên cạnh những chiến sĩ hàng ngày gian khổ ở tuyến đầu chống dịch, những cán bộ y tế luôn quan tâm tận tình chăm sóc y tế cho những người dân bị cách ly thì bộ phận hậu cần phục vụ chăm sóc, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe cho những người cách ly cũng luôn tất bật không ngơi tay. Buổi sáng ngày mới bắt đầu của lực lượng làm nhiệm vụ hậu cần từ 3 giờ sáng để kịp 6 giờ sáng phục vụ những phần ăn sáng cho những người trong khu cách ly tập trung. Mỗi ngày, các món đều được thay đổi, có hôm thì cháo, có bữa thì hủ tiếu, rồi bún. Vất vả cực nhọc, nhưng ai nấy cũng đều phấn khởi vui vẻ với nhiệm vụ của mình. Tụi em sẽ cố gắng hết sức để phục vụ bà con cách ly một cách tốt nhất. Mỗi ngày 3 bữa ăn, cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Bình phải chuẩn bị các thứ từ việc nhỏ như lặt từng cọng rau đến việc chế biến thức ăn để phục vụ cho 176 người ăn. Công việc tưởng chừng như nhẹ nhàng nhất, nhưng thật ra vô cùng vất vả. Từ khâu lên thực đơn, đi chợ, chọn thực phẩm làm thế nào vừa đảm bảo tươi ngon, vừa đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho mọi người, đến khâu nấu nướng, phục vụ ăn uống, dọn dẹp. Dường như suốt cả ngày, công việc cứ tất bật không ngơi tay. Sau khi trên địa bàn huyện Hòa Bình có trường hợp mắc COVID-19 và đã có hơn 100 trường hợp là F1 liên quan đến bệnh nhân 6572 đang thực hiện cách ly tập trung tại 3 địa điểm tập trung của huyện. Đối với họ, những người lần đầu tiên phải thực hiện cách ly tập trung đã có phần lo lắng, không biết ăn uống như thế nào. Nhưng qua một tuần sống, sinh hoạt, ăn ở trong khu cách ly tập trung, thì hầu hết người dân bị cách ly đều cảm nhận lực lượng hậu cần phục vụ chu đáo, tận tình. Từ ngày mà vô mà cách ly đến nay thì tại trạm y tế mà xã Vĩnh Mỹ A về các cái chế độ ăn thì đầy đủ chất dinh dưỡng gồm cơm, canh, cá thịt và các cái trái cây. Thì nhìn chung là các nhân viên ở đây thì nhiệt tình, thì trong qua đó thì tạo điều kiện cho chúng tôi thì được an tâm và mau là sớm là về với mà cơ quan để tiếp tục công việc. Những ngày qua, huyện Hòa Bình nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung đã quy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các lực lượng đã phối hợp nhịp nhàng và đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được tỉnh kiểm soát tốt. Có được kết quả trên có một phần đóng góp không nhỏ của lực lượng hậu cần. Các anh hậu cần là tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm và nỗ lực hết mình chăm sóc các bữa ăn tốt cho người cách ly, để cùng với chính quyền chúng ta phòng chống dịch có hiệu quả. Với những hy sinh thầm lặng đó, lực lượng hậu cần đã góp phần quan trọng tiếp thêm sức mạnh chung tay cùng với mọi người chiến thắng dịch bệnh COVID-19, để huyện Hòa Bình sớm trở về với cuộc sống bình thường.